Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hôm nay em nhận được cái món hàng mà cũng không biết là của bên nào gửi về cho em luôn. Hình như là bên AT&T Mobile này. Nhưng mà không biết là ông nào nhờ em test hay sao ấy. Cũng chả nói gì cả. Chả hiểu cái gì. Thôi được rồi. Em nghĩ là không tự nhiên mà người ta gửi một cái con B60 về cho em đâu. Chắc là ông nào nhờ em test thôi. Thì đây, cái món hàng này nó còn nguyên đai nguyên kiện này, tem của Viettel vẫn còn này, đó. Còn hết nhá, ok hết nhá các bác, chưa cấn móp gì hết. Rồi khui ra xem thế nào. Không biết là máy gì luôn, à không biết là B60 bản gì luôn. Chắc anh em nào gần đây gửi về cho mình thôi. Ok mà. Rồi, trong hộp hết rồi. Cắt luôn cho nhanh. Khá là kỹ. Đây, một con V60 đàng hoàng luôn. Rồi, một con V60 có cái ốp silicon loại đều, mấy bữa là sẽ ố vàng thôi. Rồi, đây các bác có thể thấy là cái logo 5G đây. Thì em đoán nó là bản version rồi. Nói chung là tầm này thì em cũng chả hiểu là thế nào, nhưng mà em thì đương đối với em thì cái bản version không bao giờ em lấy luôn. Tật luôn. Tại vì sao nó yếu. Thứ hai nữa là các bác nhìn thấy này, nó không có cái vạch nhựa ấy. Đây các bác chờ gần lại chút. À, nó sẽ không có cái vạch nhựa. Không có vạch nhựa, nó sắt. Chống trơn luôn. À, chống trơn luôn nha các bác. Lau đi xem là có xước xát gì không. Đây này. Ui giời. Chưa gì đã thấy mấy chỗ xước à. Thôi được rồi. Không sao cả. Đây mình check cũng chả biết của ai luôn. Thế đây nha các bác. Đây là ánh điện nó hơi bị lóa. À thì chỗ này này, tranh thủ bật kính, tôi chẳng cần bật đâu. À, chỗ này này nó bị chóc sơn này các bác. Đây. Cứ nhìn thấy không, lóa quá. Ánh điện hơi hơi sáng quá. Đấy. Chỗ này này. Chóc sơn chỗ này này. Chóc sơn này. Nguyên nói chung là cái chỗ mép mép này, chóc sơn hết. Đấy. Đây này này. Chóc sơn này. Chói thế nhỉ. À, mấy các bác có nhìn rõ không? Chóc sơn này. Đây này, đây này này. Cái bên này mới nhìn rõ này. Đây, để cho mờ mờ này. Đó. Chóc sơn này. Đó, chỗ này còn nguyên cái miếng dán viền. Không biết dán viền ở đây làm gì. Ba cái nút bấm này. Ba cái nút bấm này là chóc nhá. Chóc sơn này. Đó. Đó, như này nhìn thấy này các bác. Đây, như này. Như này khi các bác sẽ nhìn thấy này. Cái này nè. À không biết có nhìn thấy không nhỉ. À đây đây cái này nè. Chóc sơn. Đấy, nói chung là cái viền này thì chóc. Đấy, em nó cũng đã nói rồi. Trong cái lớp mạ này này, có vẻ nó là như kiểu cái lớp kim loại nguyên khối, nhưng mà thực ra
nó chỉ là lớp sơn mạ thôi. Đây em nhìn thấy mấy vết chóc thì em hiểu. À, trước đây em chưa 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 phải nói là chưa cầm trực tiếp cái bản này, cho nên là mình cũng không tưởng tượng được là nó lởm đến cỡ này. Đây, cổng sạc thì à, quên, cổng 3.5 thì rất là bụi, cổng sạc cũng bụi, tranh thủ đánh qua nó đi. Đây này, A Tú Store này, Store này. Thật sự là cái shop này là đầu tiên em mới biết, em cũng không biết là như nào. Rồi, bật nguồn lên xem nào. Rồi, rung rồi. À, thì em đoán đây là bản version. Đấy. Nhìn cái bề mặt này. Chờ chút. Cho nó khởi động lên. Nói chung là ngoại hình con này thì em đánh giá nó cũng ở mức trung bình, không được đẹp lắm. Viền nó chóc này. Và đặc biệt cái bản mà không có bịch nhựa, em trông nó cứ dại dại kiểu gì ấy. Đấy, bản version mà đấy. Không phải là như nào, nhưng mà em cũng đang dùng một con V60. Đây, để em lấy cho. Đây các bạn. Thì đây là cái con version bản T-Mobile của em. Đây các bác có thể thấy là cái việc không đây nhá. Cái màu ấy, cái màu sơn nó khác luôn nha các bác. Cái màu này nó trông nó zin ấy, trông nó xịn ấy. À, trông nó không bị kiểu là nó lởm lởm đâu. Đấy, có thể đấy. À, cái màu này cũng khác một chút nhé, cái màu này hơi ánh hồng hơn một chút, còn cái màu màu sơn của cái vành nhựa này này nó sẽ là màu hơi hơi về, nó ngả về vàng ấy. Đấy, đây là cạnh dưới, đây cạnh trên này. Nói chung là cái vị trí nút bấm thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà đây các bác thấy này, những cái phần mà nó nhô ra như này, những phần nút bấm này nó đều bị chóc hết, nó đều bị chóc sơn. Đây còn cái con V60 bản AT của em là dùng phải đến gần năm rồi, nó có bị chóc đâu, chả chóc tí nào luôn. Đây nha, và phần nữa là cái phần cạnh trên này, cạnh trên thì giống nhau thôi. Đây là cạnh trái này. Đó, thì phải nói thế nào đây, cái viền này nữa xem nào, cái viền camera, à cái viền được cái camera thì nó lại khá giống nhau. Cái viền camera thì khá giống nhau nha các bác. Đấy, lúc nãy em đang nói gì mà quên sửa nó rồi. À đây đúng rồi, nói cái cạnh này. Đây. Ừ, đây nha các bác nhé. Thì cái bản đây các bác nhìn chỗ này này. Cái bản version là bản bên tay phải nhé, còn bản T-Mobile là bản bên tay trái nhé. Thì ở bên tay trái này, cái đường này là cái đường cắt CNC này, cái đường gần sát màn hình này nó là cái đường cắt CNC, và nó rất là sắc sắc cạnh, nó khá là sắc cạnh ấy. Đấy, nhìn rõ đường cắt luôn. Đấy, ánh lên cái vẻ kim loại luôn nha các bác. Còn cái bên con version này này, nó không phải là đường cắt CC nữa, nó bo bo hơn và nó phủ một lớp sơn lên. Đấy, trông nó chả biết phải miêu tả thế nào nhỉ. Đấy, trông nó khác. Đấy, cấu tạo nó đã khác rồi. Đấy, nói chung là đấy, bác nào mà mua con này thì tùy tùy các bác thôi, nó rẻ mà. Fan LG thì chỉ mong là rẻ thôi, chỉ hết thích nó là rẻ thôi. Đây mình vẫn để con này ở đây. Đấy, và cái bản AT này, T này thì nói chung là chả có gì để mà test nữa các bạn. Em cũng sẽ lắp lắp cái sim vào, lắp cái sim vào và sẽ test luôn cái sóng cho các bạn biết luôn nhé. Đây, lắp cái sim vào, quan trọng là cái sóng mà sóng em đang dùng con V50 đây. Ok luôn, em sẽ test luôn cái sóng cho các bác xem. Và cái sóng của bên ở trong 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 phòng em hiện tại bây giờ ấy, nó rất là yếu luôn, nó rất là yếu luôn nhé. Cho nên là các bác đã mua cái bản AT này, à quên, cái bản version này ấy, thì các bác phải xác định trước là sóng nó khá là yếu. À, thực ra hôm nay không phải, em cũng không nghĩ là một buổi test máy, tại vì em không biết con này là của ai, con máy này của ai. Thế đại rồi, coi như là một buổi nói chuyện thôi.
Đây các bác, chờ chút cho nó nhận nhận hàng thế nào. Em còn chưa chưa quan tâm là test mấy cái như kiểu là có lỗi màn hay không, lỗi màn này hay gì hết, em test mỗi sóng xem nó thế nào đã. Đây các bác, thì nó nhận 4G bình thường, nhận 4G và có một một vạch sóng. Cột sóng của nó là 1 2 3 4 1 2 như nào, hơi nhỏ. 5. Có 5 vạch sóng thì nó chỉ có một vạch nhỏ xíu ở trong này thôi, cùng một vị trí nhé. Đấy, và có 4G. Có 4G đồng hàng. Gọi điện phát xem nào. Đấy, vẫn nhận sóng bình thường. Rồi, tiệm cận ok. Ok nhé, tiệm cận ok, ra ngoài. Tài khoản bấm phím. Ok đấy. Thì có nghĩa là cái sóng 4G nó chỉ có một vạch thôi. Thực ra là trong này của em là cái sim Viettel nó rất là yếu cho nên nó có như vậy thôi. Thì thử lắp cái máy NT xem nó có khá hơn một tí chút không nhé. Rồi ok. Có nghĩa là sim sóng ok này. Sim sóng ok. Rồi, lắp sang cái bản NT của em xem nào. À quên, bản T-Mobile chứ. Quên, cái bản này em còn chưa bật nguồn lên. Đấy, cái bản T T33 của em này, các bác nhìn có thể thấy là cái khe sim nó đã bị vỡ, bị mất một góc, nhưng vẫn ok, vẫn đang dùng được. À, thì các bác biết đấy là cái do là bên LG ấy, người ta làm cái sim bằng nhựa, cho nên các bác dùng mấy cái con LG các bác hết sức là lương rẻ nhé, nó hay bị gãy, hay bị hỏng cái, quên chưa bật nguồn, nó hay bị ủa gì đây, pin yếu à, đùa nhau à, chắc em để lâu quá. Thôi rồi, cái này để tí nữa em sẽ chờ nó lên lên pin nhé các bác. Để đây, chờ lên pin. Trong khi đó thì trong khi đó em sẽ test cái con version này kỹ hơn đó. Thì đây gọi là con version, các bác có thể. Ô, sao mà tài nhiều cái lòng hoàng đấy nha. Rồi, trước tiên sẽ test xem áp suất còn không, vân tay còn này, on way delay còn này. Đấy, em sẽ test vân tay và test cái màn hình xem là bản version, quên bản version mã là gì. Lại phải xem lại mã. Được rồi, lâu không dùng. Đây, bản version mã nó là, đây là đầu tiên mà test bản version thì các bác, xăng thăng 2283 78. Rồi bấm chúng gọi. Đấy. Hay phết. Rồi, test mấy cái thứ dở hơi này xem nào. Trước tiên là tiệm cận này. Tiệm cận thì đương nhiên nãy thấy các bác thấy rồi đấy, nó ok. Ok, cái phím bấm này. Rồi. Ok, phím bấm ok. Ring ok này, rất là to. Rung ok này. Rất là mạnh. Con quay hồi chuyện này. Ok, còn. Rồi, test cái cảm ứng. Đấy, test cái cảm ứng xem thế nào. Ok, cảm ơn, không vấn đề gì. Rồi, test đây, test cái áp suất xuống vào nhà, còn còn đúng nhé, 1012.87. À, còn đấy. Thực ra là nó, thực ra rồi này là không, không ý nghĩa, không phải là còn nữa. Thế nha các bác, 1012.87.88 gì đấy, 89, nó lên được khoảng 1012.9192. Mạnh lắm rồi đấy. Năm hết cỡ rồi. Nó lên là 91.2 thì có nghĩa là nó chưa được 0.5 ấy, nó dưới 0.5 ấy.
Thì đối với áp suất như này em đánh giá nó là áp suất yếu, thậm chí có thể bảo là nó mất áp suất cũng được. Nó quá yếu rồi, coi như mất áp suất rồi. Cái này thì em không biết là bên bên mua bên bán thỏa thuận nhau nào, em không quan tâm, em chỉ test thay thế thôi, coi như mất áp suất, không có mất áp suất, không có áp suất. Rồi về mấy cái này ok đấy, em chỉ test xem cái màn hình nó ok không, chỗ này không thể test à. Bản version này không có chỗ test như kiểu của bản 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 kia các bạn. Rồi không cần test chỗ đây thì test chỗ này vậy. Rồi rồi cái led đâu rồi, đây đây, ở cái nền trắng này, ở cái nền trắng này xem nó có lưu ảnh gì không. Cái này thực sự là các bác phải nhìn trực tiếp thôi, chứ các bác nhìn qua camera các bác không nhìn thấy đâu. Các bác xoay đủ kiểu đi nhá, xoay ngang xoay dọc xem nó thế nào. Được rồi, nói chung là con này ấy, thì em thấy là chưa bị lưu ảnh. Em chỉ thấy nó có một cái phần dưới đáy này này, nó hơi hồng hơn một chút thôi, cái phần hơi một chút chút thôi, nhưng mà không nhìn thấy lưu ảnh. Thì em nghĩ nó là chỉ là cái màn là thế thôi. Nói chung ok, cái màn này thì ok nhé, không bị lưu ảnh. Rồi cái gì đây nhỉ, xem mấy cái linh tinh này. Rồi được rồi, nói chung là con này thì màn hình ok, sim sóng ok. Em đang bật con AT ở bên con T Mobile gần lên như thế nào. Rồi xem còn cái gì test nữa không nào. À quên test wifi xem nó có kết nối được không. Ok rồi. Ok nhé, wifi ok, bluetooth ok này, em thấy nó bật rồi. Rồi và quan trọng nhất của cái con này đó là việc mà nó hay bị lỏng ở chân sạc ấy đấy. Thì đây con T Mobile của em lên rồi đây, đây nó đang có 7% rồi. Thì đây các bác cũng có thể thấy đấy, là cái 4G nó có, và nó cũng chỉ có một vạch ở trong này thôi, nó chỉ có một vạch đấy, y nó có nghĩa là nó y chang như con version ở kia nhé, nó y chang như con version đấy. Và các bác có thể thấy một vạch 4G. Nói chung là cái việc mà so sánh cái sóng ấy, sóng sóng mà chỉ là bằng 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 gì nhỉ, bằng số vạch này, nhiều khi nó không chính xác. Em thử vào chỗ phần hẳn trong cái phần cài đặt, trong phần mạng ấy các bác, xem là cái thông số chính xác của nó là bao nhiêu. Mạng di động này, biết khỏe trong này không nhỉ, chế độ mạng không biết nằm ở đâu. Em quên xử chỗ phần xem, à nó trong phần cài đặt cơ mà, trong phần này hệ thống giới thiệu điện thoại, chỗ phần mạng này này. Đây đây các bác có thể thấy là cái tín hiệu của nó đang là đây, để em viết ra không thì em lại quên mất, chả tí nhé các bác, em lấy cái giấy, giấy đâu hết rồi, trời ơi cần giấy chứ không thấy nó đâu. Đây nha các bác, cái con của em này, cái cường độ tín hiệu của nó là trừ, đây các bác thấy này, trừ 1, 2, 6, 10, 4 đấy, D, B, M, A, S, U đấy. Ok nhé, em sẽ lại đổi lại cái sim sang con kia xem nó thế nào. Sợ gì mà không đổi,
xem cái thông số của nó có chính xác là như nhau không. Clip nó sẽ hơi dài nha các bác thông cảm. Em làm clip nó lúc nào cũng dài, nhưng các bác nào mà xem được thì rất là tốt đấy. Đỡ mất những cái câu hỏi nó hơi ngu. Thực sự là thế. Rồi, ok. Vào phần cài đặt thống, giới thiệu điện thoại, mạng. Ồ. À. Chỗ này này hơi hơi lòng ngoằng hơn cái kia nhé các bác. Hơi lòng ngoằng hơn cái kia là các bác phải vào đây các bác nhìn thấy. Đây và thông số nó đây. Em viết lại luôn. Được rồi. Đây. Cái thông số của nó đây. Nó là -122 dpm. Thì như em được biết đấy, thông tin em cũng nói chung là cái này em chả bao giờ lâu lắm không test nhưng không không nhớ rõ chính xác, nhưng mà em theo nhớ cái trí nhớ của em ấy thì là cái số này nó càng lớn này, có nghĩa là cái số này càng sau dấu trừ càng lớn thì là càng tốt này. Đây, số này có nghĩa là số 126 nó sẽ lớn hơn cái số này. Đấy. Thì có nghĩa là cái con T Mobile nó vẫn ngon hơn. Đây nó đang chênh nhau là 4 4. Đấy. Còn cái số này thì con kia nó không có nên không biết là chênh như nào. Đấy thì theo em được biết thì là cái số này nó càng lớn thì càng tốt. Đấy. Thì em sẽ xem lại xem thế nào. Nhưng mà đây các bác nào em cũng coi như em không biết đi nhé, để các bác tự so sánh. Còn theo em ấy thì là em được biết là cái số này càng lớn thì càng tốt này, hay càng số âm nó càng to càng tốt đấy. Hay còn cái này 122 kia 126 đấy, thì theo em biết là như vậy. Rồi ok, đây là cái việc mà so sánh nhé. Rồi và đây nó cũng có số điện thoại em đây luôn này, đang chạy 11 này, và không biết là nó có lên được hay không thì không biết. Đấy và em sẽ check luôn thử cái số email xem là nó có chính xác không nhé. Eurom.com check rom.com. Em sẽ check luôn số email này. Các bác thông cảm. Nó sẽ hơi lâu chút. Check email thì mà lâu không cho mình cái gì. Rồi 3532 7111 0688 975. Rồi check xem nào. Đó. Thì đây các bác, em check rồi đây, check rồi đây. Đấy thì em check được nó ra đây như này, nó ra rõ ràng nó là bản version rồi. Cái mã model này nó là NMV 600 VM cơ, VM nữa nha các bác. Đấy còn cái số dưới kia đây có đúng không nhỉ? Đây các bác có thể thấy luôn cái số M series này nó cũng ra chuẩn luôn nhé các bác, ra chuẩn luôn. Đấy các bác có nhìn thấy số M series, cái số series ấy. Thì nói chung là cái số email này là chuẩn rồi, nhưng mà cái mã kiểu là VM này chuẩn, số model chuẩn luôn này. Rồi cái kia chỉ là phần mềm thôi. Đấy ví dụ các bác có thể thấy được cái phần mềm thôi. Rồi ok, nói chung là cái bản này là chuẩn version rồi, không có gì để bàn cãi nữa rồi. Rồi ok. Thế thôi, nói chung là em sẽ check xem là cái này nó có bị lỏng chân sạc nữa hay không thôi. Đấy. Nó có nhận sạc nhanh này. Đấy, đang sạc pin nhanh này. Đấy và bây giờ nó là 54% nhé. 54%. Và em sẽ thử để nó trong vòng 10 phút nhé. Trong vòng 10 phút nữa xem đây ạ. Bây giờ là 9:03 này. Đấy, em sẽ tắt màn hình đi. Đấy, xem nó có lên được phần trăm không. Và đây các bác có thể thấy này, em cũng có lung lay cái chân sạc này, này. Đó, được cái là không sao nhé, con này hiện tại là không sao. Giờ chỉ quan trọng là nó có lên được không, nó có lên được pin không thôi. Rồi ok các bác chờ nhé, bây giờ là 9:03
không 3 phút em sẽ dừng cái video đây và tí em sẽ quay lại nhé, 10 phút nữa, 54%. Rồi, ok các bác, thì đã được hơn 10 phút rồi. Bây giờ nó là 17, có nghĩa là lúc nãy là 03, thì được 14 phút rồi. Thì nó đã từ 54 lên 66 đó, là được 10% rồi. À đó, nhầm, 12%. Đấy, thì có nghĩa là nó ok, con này đã đang sạc bình thường nhé. Không biết là đã được fix chưa, em không quan tâm đâu. Em thấy là các cạnh các thứ vẫn còn khít lắm. Không biết là được fix chưa thì cái này thì em cũng không hỏi. Nhưng mà thấy sạc được nó ok rồi. Nếu mà chưa fix thì sau này có thể nó sẽ hỏng thôi. Nói chung là các bác nào mà dùng 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 cái V60 này ấy, các bác chú ý nhé. Cái chân sạc nó rất dễ bị hỏng. Đấy, cho nên nếu như bác nào mà cẩn thận ấy, thì sau khi các bác cắm rồi, thì các bác nên nên là cứ để nó một chỗ thôi, đừng động nó nữa. Cái con V60 của em bây giờ đây này, cái con V60 em nhé, là em chưa fix chân sạc luôn, nó vẫn đang sạc được bình thường nhé. Tại vì khi mà em cắm sạc cho nó, em cũng không hay là nghịch nó ở khi mà nó đang ở trạng thái cắm đâu, em cũng để đấy qua đêm mà. Đấy, cho nên là các bác nào mà mua hoặc là dùng V60 thì các bác chú ý nhé, cắm sạc nó cẩn thận chút. Rồi thì sau khi test con V60 này thì thực sự là về các thứ, về màn hình, về âm thanh, rồi về về cái các thứ thì em thấy là nó vẫn ổn thôi. Con này thì em thấy mỗi hai cái điểm, thứ nhất là cái việc mà áp suất nó đã bị mất, coi như là mất, và thứ hai là cái ngoại hình của nó gọi là nó bị chóc sơn ấy, nó hơi lởm chởm ấy, trông nó không được thẩm mỹ. Và đặc biệt là em rất ghét cái màu sơn của bản này, và cái việc mà nó không có cái vạch nhựa ấy, trông nó cứ em thấy nó cứ dại dại kiểu gì ấy. Thì đấy là cái ý kiến cá nhân của em thôi, còn bác nào muốn mua nó thì cứ mua thôi, nó rẻ thì cứ mua thôi, sao đâu. Ở đấy quên nữa là test cái camera, em chưa soi camera đấy, thì lau camera thật kỹ đi đấy. Thì đây các bác, cái camera của con này thì đây nó cũng sẽ có sức dăm nha các bác này. Đấy, đấy các bác có thể thấy có sức dăm nhé. Nhưng mà đối với máy cũ thì như thế này là bình thường rồi, chả sao cả. Test luôn cái camera cho các bác, cầm trước này, quan trọng là cầm sau này. Đấy, em đang cho vào cái ánh điện này. Đấy, thì nó không bị lóa quá, nó không bị kiểu là lóe. Đấy, vẫn ok. Đấy, em thấy vẫn được, nói chung là camera được. Vấn đề gì nhé các bác? Chụp một cái bức cảnh xem nó có lưu không. Rồi ok. Thì đây là chỉ là hai cái việc mà mất áp suất và chóc sơn viền hơi bị xấu thôi. Đây thôi thôi. Cái này thì cũng chả biết ai cả, chứ biết thì nói thế nào để mà như nào ấy, không biết là của ai mà. Cho nên là thôi, cứ test như thế thôi, còn ông nào nhận thì nhận. Rồi ok. Chào các bác nhé.